Sáng nay ra vườn thăm cái vườn mini nhà thư nè. Trời bắt đầu lạnh lắm rồi các bạn. Buổi sáng mà ra vườn thì nhiệt độ chắc cỡ khoảng năm mấy 60 à. Thư chuẩn bị cho mấy cây ớt rồi rau răm, rau diếp cá vô trong chậu á, bứng ở dưới đất lên bỏ trong chậu cho nó ăn rễ trước. Rồi ít bữa nữa lạnh quá thì Thư sẽ đem nó vô nhà kiến. Anh đang tập thể dục buổi sáng. Anh Thành anh tập thể dục. Không biết làm sao mà sáng nay con quạ nó kêu sùm hết các bạn ơi. Các bạn có nghe thấy con quạ nó kêu không ha? Anh bấm cho em chắc một góc đó, rọc mùng nhỏ nhỏ để đem vô nhà kiến nha anh. Đất này cứng dữ, chắc không có tưới đây, cứng quá. Có bao giờ tưới chỗ đó đâu. Trời bắt đầu vào thu á, khí hậu nó cũng hanh hanh, khô hanh ha. Mấy cái lá hoa bắt đầu nó cháy hết à. Nhưng mà đặc biệt là cái dàn hoa hồng nhà Thư á, nó ra những cái chồi non, cái tược non rồi nó ra nụ nhiều lắm á các bạn. Nó ra đợt này là không biết là đợt thứ bao nhiêu rồi, mà cứ tàn hết đợt này bắt đầu nó lại ra tược non, nó đâm chồi, đâm nụ ra mới nữa. Này hoa vàng thỏ nhung này các bạn. Đẹp ha. Ok anh. Không thì bỏ đất vô trong mấy cái chậu anh làm cho em á. Anh Thành ảnh bứng được cây rọc mùng, cây bạc hà các bạn. Để mình trồng vô trong chậu, mình đưa vô trong nhà kiến. Mùa đông nếu mình có muốn nấu canh chua cũng có ha. Thư chuẩn bị sẵn như vậy các bạn. À, các bạn nhìn cái cây dưa leo nhà Thư nè. Hôm trước có một đợt nó xuống nhiệt độ rất là lạnh đó các bạn. Vào ban đêm đó các bạn. Thì qua mấy hôm sau cây dưa leo nhà Thư nó chết. Còn mấy cây đậu bắp á, nó cũng không có ra hoa được nữa các bạn. Và mà cái thân với cái trái nó cũng bị đỏ hết rồi, chấm đỏ hết rồi các bạn ơi. Anh ơi, anh bẻ trái đậu bắp ngay đây luôn nha anh. Không, cái trái dè em lấy làm giống rồi, nhưng mà trái trên kia kìa, hái vô để mình nấu canh. Thêm cái dàn bầu nhà Thư nữa à, nó bị cháy lá hết trơn luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn trên dàn đi, bị một cái đợt lạnh mà nó chết cháy vậy đó các bạn. Nhổ lên luôn hả anh? Vậy chứ mà bầu cũng ra được mấy trái lại nè nha. Ok, vậy thì chắc nhổ lên luôn đi ha. Chết hết rồi, cái dàn bầu nhà Thư đó, nó cũng cháy lá hết trơn rồi. Mà không hiểu sao ha. Cái dàn mướp nè, các bạn nhìn đi. Mùa hè cũng chưa bao giờ mà nó được nhiều trái như là lần này hết á. Thời tiết đó thì hôm bữa đổ một cơn lạnh ơi là lạnh luôn, mà sao tự nhiên cái dàn mướp nhà Thư á, nó sung lên, nó đâm ra trái quá trời luôn đó các bạn. Anh có nghĩ là do cái thời tiết không anh? Thì không biết nữa, mà nó ra trái cả mấy chục trái luôn, tự nhiên nó ra đâm ra một lần mấy chục trái luôn. Mà nó teo cũng nhiều lắm nha các bạn, tại vì nhiều khi Thư không có rảnh Thư ra Thư thụ phấn á, nhưng những trái này là nó bị teo nè, nó bị đèo nè. Hai ba trái, đầy trái nữa nè. Đều hết nè. Trái này cũng đều. Trái này cũng đều luôn nè. Mà các bạn coi nè, nó ra đó, một loạt luôn. Trên dàn đây nữa anh. Này, hái xong mang đi cho. Nhiều quá. Bây giờ mình sẽ thu hoạch hết cái đợt mướp này ha. Tại vì chỉ còn cái đợt này nữa thôi à. Chứ em nghĩ là chắc còn tới nữa là lạnh lạnh hung rồi anh ha. Sẽ không có còn mướp nữa đâu. Trái này bị tét. À, hôm bữa đó trời mưa đó, mưa mấy cơn nè.
một lần mà nó đậu. Bị vàng, nó bị teo hết. Nó ra cùng gần một đợt với nhau luôn á. Đây là một đợt với lại những cái trái nhỏ nhỏ đây này, những cái trái này nó không có đậu. Trái này bự quá đây này, trái này già muốn già này, trái này muốn già. Rồi. Trái đầu tiên, trái bự nhất này. Ok, giờ em sẽ bẻ trái này ha. Nè. Em bẻ trái này. Không có cái cắt. Đó. Đường trái nè, cô chú anh chị và các bạn, trái này bẻ luôn ngon. Bẻ hết luôn đi một tấc bây giờ rồi. Lấy cái này cắt đó. Đó các bạn. Bẻ dễ lắm các bạn ơi. Nó giòn ghê gớm lắm. Hôm bữa trước á thì cũng cái tội kéo mấy cái trái mướp xuống nè. Thì kéo làm sao cái nó gãy mất tiêu hai trái luôn. Tiếc dễ sợ luôn anh. Đụng vô cái là nó gãy rồi nè. Đó. Đụng bẻ một cái là nó gãy à. Ba trái. Đèo uổng quá. Lớn khúc. Nó bị đèo uổng ghê á. Cái này chắc cũng đèo luôn anh à. Nhiều khi thời tiết nó chuyển. Trái bên này nữa nè. Trái này đều à. Hai trái đó luôn đi. Cái trái trên đầu em này, cái tay này nè. Trái đó nhỏ mà. Thì nó nhỏ nhưng mà nó chắc nó già rồi. Hả luôn nha. Hả hôm nay là đem đi cho mệt luôn á. Đó, một rổ rồi. Mấy trái này, 5 trái rồi. 5 trái. Có chân cái đâu? Đây trái đẩy. trên vàn mướp này. Đâu? Ồ đây nè các bạn ơi. Nó lòi trên đây. Nó đu trên đây nè. Đấy là nha. Wow, nặng quá anh ơi. Đó, hai trái đó làm luôn đi. Hai trái này hả? Nó rụng hết cái cấy rồi nè, nó có như nó già rồi đấy em. Già không? Nó rụng cái cuống đi được rồi nè, hái được rồi. Wow, nó giòn đấy chứ. Nó nhỏ nhỏ. Em bẻ một cái là nó. Đó. Rồi. Cái này hết luôn chưa? Nha. Cái này à, trái đó luôn chứ còn gì nữa. Nó rụng hết cái núm của nó rồi. Thế đó không ấy được hả? Hả? Ủa sao trái kia không hái hả? Cái này luôn hả? Mẹ sao giờ mà chân rồi. Trái gì? Mẹ sao giờ mà trái nặng quá. Sao giờ này luôn đi ha. Cái này luôn nha. Hả? À, hái nó luôn đi, nó rụng hết cái núm rồi. Bên này một cái nữa. Hai xong rồi quang cái dàn luôn. Đây. Còn trái sống sót này nữa đây. Rồi, cái cuối cùng hả? Mẹ cuối cùng. Đó. Đây. Một rổ. Một rổ mướp luôn. Ngày hôm nay thu hoạch bội thu quá trời luôn nè cô chú anh chị và các bạn. Ở đây còn hái cái trái này luôn nè. Ở trái đó nó lâu lắm rồi đấy. Lâu đời lắm. Rồi. Còn cũng lai rai đó. Thôi còn để chắc cầm cái chục trái hơn chục trái. Và chắc nó cái đợt này nó không có to đâu, nó muốn rụng cuống luôn nè. Cái này lạnh. Đợt này cũng là gần 2 tuần rồi đó. Mà nó không có lớn nữa. Thì mình đem mình thu hoạch luôn nè. Chứ để nó cũng không có lớn rổ. Với lại sợ biết đâu chừng một ngày hai ngày nữa nó cái lạnh hơi lạnh nó kéo tới nó bị chết hết á, nó bị burn á, gọi là nó bị cháy á, cháy lạnh á thì uổng lắm. Bây giờ mình thu hoạch vô để mình đem đi cho mọi người được một rổ như vậy luôn nè, nặng quá. Thôi vợ chồng Thư xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay bội thu rồi. Hai vợ chồng mừng quá. Mười mấy lần trái. Đầu tiên luôn á anh. Mười mấy trái chắc phải 10 trái. Dạ, lần đầu tiên luôn á.